Vợ của em thật là Thật là chán mà. Sáng nào cũng phải giả bộ làm việc chăm chỉ. Ghét nhất là cọ rửa cái bồn tắm này. Giờ thấy ớn luôn à. Nhưng mà chồng mình đang ngủ mà. Mình có thể lên phone để chơi game. Hay là nhắn tin cũng được. Bây giờ thì lên Facebook thôi. Chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Đăng lên. Xong. Chắc lát nữa sẽ có rất là nhiều like đây. Bây giờ thì chơi game một tí. Chắc là anh đang ngủ cho nên tưởng mình đang lau chùi trong này. À, đau lưng quá à. Ý à. Mắc tèo quá. Trời ơi, thật là phiền phức mà. Mỗi lần dùng toilet là phải rửa tay. Phiền quá đi mất. Anh ơi, dậy đi chứ, sắp giờ đi làm rồi đó. Anh dậy ngay. Tại anh ngủ không được ngon cho nên hơi mệt. Chắc anh nằm mơ thấy ma hả? Mà ma thôi, cái gì đâu mà sợ anh. Chắc em lau chùi nhà cửa cũng đã mệt rồi. Để anh làm bữa sáng cho cả nhà nha. Trong khi chờ nó chín thì anh sẽ đi thay đồ để đi làm. Lúc nãy em nói em không sợ ma, chứ em sợ cái gì? Trời ơi, em sợ nhất là nghèo. Nghèo thì chắc chắn là sẽ không có tiền mua sắm quần áo nè, son phấn nè. Anh tưởng em không sợ nghèo vì không lo được cho hai đứa con chứ. À thì anh nói cũng đúng, nhưng anh không nghe câu là trời sinh voi sinh cỏ à. Tự bọn nó sẽ có thể mưu sinh được mà. Em thật là. Thôi em thay đồ đi. Chắc bánh mì nướng phô mai đã giòn rồi nè. Để anh chở qua kẻo cháy. Anh ơi, ngày mai anh có thể nấu món khác được không? Em ngày nào cũng ăn bánh mì nướng phô mai hoài sợ mập quá. Em mà mập thì mấy bạn sớm cười cho. Anh cũng sẽ thấy xấu hổ khi đi với em mà. Em nói cái gì kỳ vậy? Dù em có xấu hay đẹp thì em vẫn là vợ yêu của anh mà. Anh không có quan tâm người khác nói cái gì đâu. Vậy để anh suy nghĩ ngày mai làm món khác. Mà em có thích ăn món gì thì nói nha. Có gì để mai anh nấu luôn. Chín rồi nè. Để anh để qua một bên. Anh đi đánh thức hai đứa con đây. Hey, nói mãi mà ổng không nghe. Mình mà mập lên thì làm sao mà mặc vừa mấy bộ đồ Tết mới mua chứ. Hey, sắp Tết rồi ngon quá đi mất. Chắc là phải đi mua sắm thêm mới được. Ăn sáng đi em. Làm cái gì mà bấm phone chơi game hoài vậy? Các con đã ăn sáng luôn nè. Ôi sợ quá đi. Hôm nay là ngày tàn của mình. Đáp gì đâu, sao không ra ăn sáng vậy? Dạ, để con đi kêu chị. Không được, con còn nhỏ, nguy hiểm lắm. Dạ thì thôi ạ. Thôi, cha đi làm. Cha đi làm vui vẻ ạ. Lại là cái món phô mai này nữa. Ôi, thật là chán quá đi, ở đây không có tivi coi gì cả. Sắp tới giờ đi học rồi. Ra đây vừa xem ngắm cảnh nè, vừa ăn cũng được mà. Sophie,
Sao hôm nay em ấy nhìn lạ quá nhỉ? Daphne, chị có nhớ là hôm nay em phải làm gì không? Làm gì? Bài tập về nhà khó lắm à. Chị không nhớ à? Hôm qua mẹ bắt em hôm nay là phải nấu ăn cho cả nhà. Sáng nay em có hỏi lại cha, nhưng mà cha nói không cho hai chị em mình nấu ăn. Vậy sao em không nói với cha là mẹ bắt em nấu? Oh no, em không dám đâu, mẹ sẽ đánh em đó. Sophie, con nhớ hôm nay con phải làm gì rồi chứ? Thôi em đừng có lo, để chị sẽ giúp em. Thật không chị? Thật mà, hai chúng ta là chị em mà. Để chị tìm công thức nấu ăn cho em nha. Chị có một quyển sách này, chị mượn ở trường đó, hay lắm. Em có thấy cha nấu mấy lần cho nên cũng hơi biết, nhưng mà em đứng không có tới cái lò. Chắc là em phải nhấc cái ghế. Daphne, con đừng có nói chuyện nhiều với Sophie, để cho nó đi dọn dẹp nhà cửa để nấu ăn cho hai mẹ con mình chứ. Đây có phải là gia đình tấm cám đâu. Mẹ thật là kỳ lạ, Sophie nó cũng là con ruột của mẹ mà. Tại sao mẹ lại hành hạ mấy như vậy chứ? Mẹ không có đứa con xấu xí như nó. Trai không ra trai, gái không ra gái. Mẹ còn hơn là mụ gì ghẻ nữa. Tại sao con lại nổi giận với mẹ chứ? Mẹ lúc nào cũng thương con mà. Con không cần, con chỉ muốn mẹ không bàn đãi em Sophie nữa thôi. Mẹ có bao giờ bạc đãi Sophie đâu. Không mà, mẹ không cho em ấy học bài nè, lúc nào cũng bắt em ấy làm việc nhà. Thôi, mẹ không nói chuyện với con nữa. Mẹ có hẹn đi chạy thể dục, với hẹn ăn uống với mấy bà hàng xóm. Thôi, mẹ đi đây. Anh muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Anh muốn khỏe đẹp thì hãy tập thể thao. Đúng là thời tiết trong lành thiệt. Đúng rồi, hôm nay thời tiết rất là tốt luôn. Mệt quá thôi tôi về trước nha chị. Hey, ai cũng về nhà hết rồi. Chỉ còn có một mình thôi. Nhưng mà hôm nay không có cần về sớm để nấu cơm. Vì có con bé Sophie ở nhà nấu giúp mình. Lát chồng mình về thì mình cứ nói là đồ ăn do mình nấu, về chơi game một tí rồi về. Mà sao buồn ngủ thế này? Chị ơi, dậy giúp em nấu ăn đi. Chắc cha mẹ sắp về rồi. Ok, Sophie. Chị thật là mệt mỏi quá à. Để em dọn dẹp cái bếp. Ý, đồ ăn nó bị thiêu rồi. Mồ hôi quá. Chắc mình sẽ nấu mứt xào phóng. Hey, đi học thì buồn ngủ muốn chết luôn mà giờ còn phải giúp Sophie nấu ăn nữa. Thật là mệt quá. Giờ ơi, anh về rồi nè. Các con ơi. Ủa, sao không có ở nhà vậy? Đi đâu hết thì không biết. Kỳ lạ. Để mình gọi cho cô ấy coi sao. Chào anh có phải là Minh Nguyễn, cha của Sophie Nguyễn và Daphne Nguyễn không? Mà chị là ai? Tôi là Nancy, nhân viên làm việc cho Child Protection Agency, là một hội bảo vệ trẻ em. Hả? Hai đứa con của tôi bị cái gì à? Anh ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Hai đứa con của anh mém chút nữa là bị phỏng nặng vì chúng tự vào bếp.
Hai đứa con của em ngoan lắm, chúng sẽ không tự vào bếp mà không được cho phép đâu. Chị có Vợ nhầm không vậy? của anh, cô ấy đã ép hai đứa con của anh vào bếp đó. Trời ơi, vợ của em thật là... Đó là lời kể lại của hai đứa con của anh, Daphne và Sophie, nó nói như vậy đó. Trời ơi, vợ của em thật là... Em không thể sống với cô ấy nữa. Em có thể bỏ qua tất cả, nhưng nếu gây hại đến hai đứa bé, thì chắc em phải ly dị cô ấy thôi chị ạ. À. Chị hy vọng là em có thể ngồi xuống và nói chuyện với cô ấy để giải quyết được vấn đề trước khi đưa ra quyết định ly hôn. Bây giờ thì hai đứa nhỏ đang ở trung tâm bảo vệ trẻ em và vợ phải đến đó để ký bản cam kết là không để chuyện này xảy ra nữa thì mới có thể nhận hai cháu về. Nếu còn tái phạm thì hai vợ chồng em sẽ bị mất quyền nuôi con và hai cháu sẽ được gia đình khác nuôi dưỡng, còn hơn là ở lại đây và xảy ra những việc nguy hiểm như thế này. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu chị. Em sẽ nói chuyện với vợ em, bắt cô ấy có trở nên tốt hơn. Em về rồi sao? Em có biết chuyện gì xảy ra với hai đứa con không? Dạ em biết rồi, hồi nãy giờ em có đứng ngoài cửa và đã nghe hết cuộc nói chuyện của anh với Nancy rồi ạ. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi, từ nay em sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ tốt hơn. Em thật lòng hứa với anh đó. Vậy thì anh và hai con sẽ cho em một cơ hội để sửa lỗi. Cảm ơn anh ạ. À.